trạm thu phí cầu Mỹ Lợi, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2021, đại diện chốt kiểm dịch COVID-19 tại đây cho biết, vào tối ngày 7 tháng 10, lực lượng trực chốt đã kiểm tra phát hiện tài xế Đinh Xuân Chiến, 34 tuổi, ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe tải lưu thông theo hướng từ tỉnh Long An qua cầu Mỹ Lợi về tỉnh Tiền Giang, chở theo 4 màn hình LED 55 inch, một đầu bơm, 5 tời điện do Trung Quốc sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, tổng giá trị tài sản gần 340 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết thêm, từ ngày 1 tháng 10 đến nay, chốt kiểm dịch cầu Mỹ Lợi còn bắt 3 xe tải luồng xanh khác chở bạc đạn, đầu xịt rửa xe, tụ điện, máy tính xách tay, thuốc tân dược, vải, trà, không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Tất cả đều đã được lực lượng công an tại chốt phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang lập biên bản giữ tang vật. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang, gần đây tình trạng vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ bằng phương tiện vận tải luồng xanh từ hướng tỉnh Long An vào tỉnh Tiền Giang thông qua các quốc lộ, tỉnh lộ ngày càng nhiều hơn với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang trực tại các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ vào tỉnh luôn hết sức chú ý để ngăn chặn xử lý kịp thời.